Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, quý học viên, thưa quý vị, chúng tôi rất là vinh dự được ban tổ chức lớp phân công thuyết giảng cái đề tài ở trong cái chương trình của lớp học này. Cái chủ đề hôm nay mà chúng tôi trình bày cùng quý vị đó chính là lược sử về Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Lược sử có nghĩa là mình học một cách sơ lược về lịch sử. Mình học một cách sơ lược về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, người gọi đó là lược sử. Vì Phật Tổ mà quý vị hằng ngày đó, quý vị công phu, quý vị cúng lại đó, quý vị đọc Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là quý vị bữa nay quý vị sẽ biết về lịch sử của ông Phật đó đó, ông Phật Tổ mà mình cúng lại hàng ngày, mình niệm ổng đó, là Nam Mô Tam Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị sẽ biết được Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là ai, con của ai, cha mẹ là gì, sinh vào ngày tháng năm nào, đi tu làm sao, rồi thành đạo làm sao, rồi truyền bá Phật pháp làm sao, và Đức Phật nhập niết bàn là Đức Phật có lưu lại những cái lời di chúc gì, thì quý vị sẽ biết được sau cái lớp học và sau cái buổi học hôm nay. Thưa quý vị, cái để đi lại cái bản này, quý vị lại cái bản trình bày cho nó dễ. Lược sử, cái bài giảng của chúng ta là lược sử về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ca Mâu Ni tức là vị Phật Tổ khai sáng ra đạo Phật mà chúng ta cúng lại hàng ngày. Chúng ta nguyện giải ra Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là vị Phật đó đó. Thì nội dung của cái bài hôm nay thì quý vị sẽ biết về một số cái phần chính yếu. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về sơ lược về đạo Phật. Cái mục đầu tiên của cái bài hôm nay là chúng ta tìm hiểu sơ lược về đạo Phật. Cái bài mà trong tập quý vị là cái bài số 2 đó, cái bài số 2 đó, học sơ lược về đạo Phật. Thưa quý vị, thì trước nhất thì chúng ta tìm hiểu coi đạo Phật là gì. Đạo Phật là gì? Thì theo tài liệu trong tập của quý vị đó, bây giờ quý vị chỉ nghe thôi đi ha, chứ còn coi vô trong đó nữa, coi liếc liếc qua thôi, chứ chủ yếu là mình nghe để mà mình tiếp thu với cái ý kiến thôi. Bây giờ ta hỏi đạo Phật là gì, rồi quý vị, đôi khi mình là tín đồ của đạo Phật mà ta hỏi đạo Phật là gì cái mình không biết ha, mình không biết đạo Phật là gì cả, đôi khi mình không biết thật. Thì đạo Phật, chữ đạo, đạo Phật thì nó gồm có hai từ, đạo và Phật. Bây giờ mình tìm hiểu xem coi đạo là gì. Đạo là gì? Đạo thì theo từ điển đó, nó gồm có ba nghĩa. Một, đạo là con đường. Đạo là con đường. Ví dụ như người ta nói thiên đạo, hay là người ta nói xích đạo, người ta nói là nhân đạo chẳng hạn. Chứ đạo đó, cái nghĩa đầu tiên của nó là con đường. Con đường nhân đạo có nghĩa là cái con đường mà mình khi mà mình chết đó, mình được trở lại làm người, thì cái đó là gọi đó là nhân đạo. Còn thiên đạo là cái con đường mà khi mà mình chết mình được sanh về trên cõi trời. Còn địa ngục đạo là con đường mà khi mình chết đó, đưa mình đến cảnh giới địa ngục. Đạo là con đường.
Cho nên trong thi văn giáo lý Đức Thầy có dạy câu giảng đó quý vị, đạo là vốn thiệt cái đàn, phải không? Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Câu đó có nghĩa là gì quý vị? Câu đó có nghĩa là đạo nó là con đường. Đức Thầy ra sức, Đức Thầy chỉ cho mình, nè con đường này đi về cõi Phật nè, muốn đi về cõi Phật phải làm vậy, 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 vậy nè, ha. Muốn đi về cõi trời thì phải làm vậy, vậy nè, phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, muốn đi về cõi cực lạc đó là niệm Phật, phải không? Phải làm lành niệm Phật là cái con đường đi về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Con đường đi về cõi trời á, con đường đi về đi thiên đạo đó, thành tiên đó, thì làm phước nhiều thì sẽ được thành tiên. Phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, hay là Đức Thầy dạy chúng ta đó là chỉ cần làm phước nhiều thì sẽ đến được cái cảnh giới của cõi tiên. Đạo là con đường, đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Cái nghĩa thứ hai của chữ đạo này đó là bổn phận. Nghĩa thứ hai của chữ đạo đó là bổn phận. Bổn phận là cái gì quý vị? Bổn phận là gì? Bổn phận là trách nhiệm, trách nhiệm của những người đối xử với nhau. Thí dụ như ta nói là đạo cha con chẳng hạn, thì bổn phận của người cha đối với con và trách nhiệm của con đối với cha. Hay là đạo tôi Chúa chẳng hạn, tức là bổn phận của Chúa đối với thần dân và dân đối với Chúa. Hay là đạo chồng vợ thì trách nhiệm của chồng đối với vợ và bổn phận của vợ phải đối với chồng như thế nào. Đạo là bổn phận. Mà quý vị trong cái bài không buồn ngủ, trong bài không buồn ngủ Đức Thầy đã luận giải rất là rõ ràng. Đạo là bổn phận. Đạo tôi Chúa thì chặt gìn câu chung thủy, phải không? Đạo thầy trò thì khắc cốt với ghi xương, còn đạo cha con thì chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thì thuận hòa cho đến thác, thì đó là chữ đạo. Đạo bè mạng thì bất thân nhân với ngã, đạo là bổn phận. Mà chữ đạo có nghĩa thứ ba của chữ đạo nữa đó là cái bản thể. Bản thể tuyệt đối. Cái này khó quý vị, cái từ ngữ này khó hiểu lắm. Bản thể tuyệt đối thì rất là khó có thể nào mà diễn đạt được cái từ ngữ này. Nhưng mà chúng ta dựa vào đạo đức kinh của Khổng Tử đó, thì chúng ta có thể hiểu được cái từ ngữ bản thể tuyệt đối này. Đức Lão Tử thì đạo đức kinh của Lão Tử nha quý vị, đạo đức kinh của Lão Tử. Đức Lão Tử thì định nghĩa cái chữ đạo là ông cho rằng đạo nó không là cái gì hết, đạo nó không là cái gì hết. Đạo của nó là một cái gì đó mà nó vô cùng rộng lớn, mà nó rất là công bình, rất là khách quan, không có hơn thua. Hãy có hơn có thua là không phải đạo. Đạo là rất là công bình, rất là khách quan, vô tư. Hãy có hơn có thua là đã lạc đạo. Thì chữ đạo đó có thể chúng ta hiểu được theo như lời của Đức Phật dạy trong kinh đó, thì chữ đạo đó là con đường trung đạo đó, tức là không thiện không ác, không hơn không thua đó. Đó là chữ đạo. Và bây giờ tới chữ Phật. Đạo rồi tới giờ chữ Phật. Phật là gì quý vị? Phật là gì? Bây giờ người ta hỏi quý vị, ông Phật là cái ông gì vậy? Mình trả lời như sao đây? Ông Phật là cái ông gì? Ông Phật là ông gì? Thì mình có thể hình dung á, ông Phật á, ta định nghĩa không? Phật là một bậc toàn giác. Toàn giác có nghĩa là gì? Toàn có nghĩa là bao gồm hết, giác có nghĩa là biết. Có nghĩa là ông Phật là cái ông mà ông biết hết tất cả mọi thứ, cái giống gì ông cũng biết chứ. Từ hiện tại, quá khứ, tương lai ông biết, từ là những cái điều cơ quyền của trời đất, của vũ trụ vạn vật, những cái điều sâu kín nhất của trời đất ông Phật ông cũng biết nữa. Còn trong khi mình đó, hoàn toàn mình không có biết được những cái điều sâu kín đó, thì Phật người ta gọi đó là một bậc toàn giác. Cho nên ở trong thi văn giáo lý của Đức Thầy đó, cái phần mà Đức Thầy có luận giải đó, Phật giả là giác giả. Giác giả là tỉnh giả. Phật giả là giác giả là tỉnh giả. Chữ giả này không có nghĩa là giả, quý vị, không nghĩa là giả thiệt, mà chữ giả này là người. Chữ giả này có nghĩa là người. Thí dụ như ta nói là tác giả là cái người viết quyển sách, phải không? Tác giả là người viết quyển sách. Hay là khán giả là cái người đi coi cái lương mà đi coi phim rồi đó, ta gọi đó là người. Như vậy thì
Phật giả có nghĩa là người Phật. Hai mình nói cho dễ hiểu, ông Phật, Đức Thầy hỏi ông Phật là cái ông gì? Ông Phật là ông gì? Phật giả có nghĩa là ông Phật là cái ông gì vậy? Thì cũng Đức Thầy trả lời luôn, Phật giả, ông Phật là cái ông mà ông biết hết mọi thứ, ông không có biết sót một chỗ nào hết, cho nên người ta gọi Phật là bậc toàn giác. Và người ta hỏi là giác giả có nghĩa là gì? Giác giả có nghĩa là tỉnh giả, có nghĩa là ông Phật ông tỉnh, ông không có mê. Ông không có mê, mình thì mình sống ở trong cái mê muội, trong cái tối tâm, chứ ông Phật là lúc nào ông cũng tỉnh giác hết. Cho nên đó, chữ Phật có nghĩa là gì đó quý vị? Phật là một bậc toàn giác. Còn chữ đạo nó có ba nghĩa, hay đạo có ba nghĩa, nhưng mà chữ đạo mà được sử dụng ở trong cái từ ngữ của đạo Phật thì bỏ hai nghĩa này, mình chỉ lấy đạo Phật là con đường thôi. Đạo Phật là con đường, con đường, đạo Phật là con đường ngay thẳng, con đường chân chánh, con đường mà Đức Phật trước kia đã tu chứng rồi, thành Phật rồi, bây giờ Đức Phật dạy lại cho mình để mà mình học, mình theo, học đòi theo, mình thực hành theo để mình thành Phật giống như ông Phật, gọi đó là đạo Phật. Vậy thì quý vị đã nắm được rồi ha. Bây giờ ta hỏi quý vị đạo Phật là gì, quý vị trả lời được chưa? Đạo Phật là gì? Ví dụ như có hỏi vậy đạo Phật là gì, thì quý vị trả lời đạo Phật đó là một con đường ngay thẳng, con đường chân chính mà Đức Phật đã trải qua quá trình tu tập rồi, chứng đắc rồi, thành Phật rồi. Bây giờ Đức Phật dạy lại cho mình để mình học đòi theo, mình thành Phật giống như ông Phật, ta gọi đó là đạo Phật. Rồi ta hỏi tiếp đến là ta hỏi giáo lý của đạo Phật là những gì? Tức là lời của ông Phật, giáo lý tức là lời dạy đó. Giáo lý của đạo Phật thì gồm những gì? Quý vị biết giáo lý của đạo Phật là gì không quý vị? Giáo lý của đạo Phật, ông Phật ông dạy gì vậy? Ông Phật dạy gì quý vị? Đức Phật dạy gì? Giáo lý của đạo Phật người ta gọi đó là gì? Ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Tam Tạng Kinh Điển. Giáo lý của đạo Phật gồm có Tam Tạng Kinh Điển. Tam là ba, tạng tức là bộ, kinh điển tức là kinh, ba bộ kinh điển. Người ta hỏi Tam Tạng Kinh Điển là cái gì nữa, rồi quý vị trả lời sao? Tam Tạng Kinh Điển là gì? Tam Tạng Kinh Điển là gì? Tam Tạng Kinh Điển là gì quý vị? Là về lời chỉ dạy của Phật. Mà lời chỉ dạy của Phật nó gồm có cái gì? Là Tam Tạng Kinh Điển đó, nhưng mà thực ra Tam Tạng Kinh Điển chính là kinh, luật và luận. Tam Tạng Kinh Điển chính là kinh, luật và luận. Chúng ta nhớ là Tam Tạng Kinh Điển là kinh, luật và luận. Lời của Phật dạy là giáo lý của đạo Phật là Tam Tạng Kinh Điển. Tam Tạng Kinh Điển gồm có kinh, luật và luận, tức là ba tạng kinh mà Đức Phật đã dạy, sau này người ta ghi chép lại thành một cái bộ sách, đã gọi đó là kinh, luật, luận. Kinh thì nó có rất là nhiều bộ sách, luận cũng vậy, luật cũng vậy, có rất là nhiều bộ. Kinh tức là lời của Phật dạy. Người ta hỏi kinh là gì? Thì quý vị trả lời kinh là lời của Đức Phật dạy. Đức Phật giảng giải ra cho chúng ta thấy được cái chân lý của cuộc đời. Đức Phật chỉ cho chúng ta những cái phương pháp tu hành để giải thoát, người ta gọi đó là kinh. Ví dụ như cái bộ kinh đó, bộ kinh Kim Cang chẳng hạn, hay là những cái kinh Diệu Pháp Quân, Diệu Pháp Liên Hoa đó chẳng hạn. Còn luật, luật tức là giới luật, là những điều Đức Phật cấm, Đức Phật ngăn cấm, Đức Phật không cho đệ tử, không cho Phật tử thực hành theo. Tại sao vậy quý vị? Tại sao ông Phật không khó như quý vị? Tại sao mà Đức Phật phải cấm, phải đặt ra mấy cái luật mà cấm? Tại vì luật tức là những cái lời của Phật dạy cấm không cho đệ tử thực hành theo. Bởi vì nếu mà mình là tín đồ nhà Phật, mình là Phật tử mà mình làm những cái điều mà Phật cấm đó là mình sẽ tạo tội. Mình sẽ tạo tội. Mà hãy tạo tội là tu không đắc đạo, cho nên ông Phật mới cấm chứ ông không có khó, phải không? Thực ra là Phật không có khó, nhưng mà Phật cấm bởi vì là nếu mà không cấm những cái điều đó thì mình sẽ tạo tội, và tạo tội có nghĩa là mình bị những cái nghiệp chướng nó ràng buộc mình tu hành khó có thể nào mà thành Phật được, cho nên Đức Phật mới cấm. Ví dụ như Đức Phật cấm là tại gia đó, cái người mà ở tại gia đó thì Đức Phật cấm đó là năm giới, phải không quý vị? Năm giới đó là gì quý vị? Người ta gọi là ngũ giới cấm của nhà Phật, đó là gì? Là không có sát sanh. Sát sanh là
là sát giết sinh mạng của con người cũng như là sát giết của sinh mạng của sinh vật, nó bị quan quan tương báo dữ lắm. Thành ra tôi không có đắc đạo, thôi đừng có sát sanh. Cái Phật cấm không có ăn trộm, không ăn trộm cắp người ta, gọi là đạo tặc. Đức Phật cấm không có tà dâm, Đức Phật cấm không có nói dối, Đức Phật cấm không có uống rượu. Tức là năm giới cấm của nhà Phật đó là gồm có là sát sanh, đạo tặc, tà dâm, ẩm tủ và vọng ngữ, tức là năm giới cấm đó. Đức Phật cho rằng nếu mà chỉ cần giữ được năm cái điều giới cấm này thôi là cái người đó sau khi chết đó, ít nhất đi nữa đầu thai trở lại cũng không mất cái thân người, cũng không mất thân người. Như vậy thì giáo lý của đạo Phật thì gồm có Tam Tạng Kinh Điển. Ta hỏi vậy quý vị biết rồi phải không? Ta hỏi Tam Tạng Kinh Điển gồm có những gì? Thì quý vị trả lời Tam Tạng Kinh Điển là kinh, luật và luận. Kinh là lời của Phật dạy, Đức Phật thuyết giáo ra, sau này người ta viết lại thành bộ, người ta đúc kết lại thành bộ, người ta gọi đó là kinh. Luật là lời của Đức Phật cấm, Đức Phật đặt ra những cái điều giới luật cấm không cho đệ tử thực hành. Bởi vì nếu mà thực hành theo phạm cái đó thì sẽ tạo tội, tu hành không có đắc đạo. Còn luận là lời của chư sư, chư tổ luận giải cho nó rõ ràng nghĩa lý của kinh và luật, người ta gọi đó là luận giáo lý của đạo Phật. Bây giờ mở rộng thêm chút nữa là chúng ta biết là trong giáo lý của Đức Thầy đó, nó không phải là chỉ có kinh luật luận không, mà nó gồm có Khổng giáo và Lão giáo nữa, phải không quý vị? Cho nên ta nói là giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, tức là tinh hoa của Tam giáo Á Đông, của Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo, hay là Phật Lão Nho đó, phải không? Như vậy thì giáo lý của đạo Nho, tức là đạo Khổng đó, giáo lý của đạo Nho là gồm những cái gì quý vị? Ai biết quý vị? Cái lời của cái ông Khổng Tử ông dạy á, cái giáo lý của đạo Phật là gì? Là Tam Tạng Kinh Điển, mà giáo lý của đạo Nho là Khổng Tử đó là cái gì? Đạo Nhân. Là gì? Đạo Nhân. Đạo Nhân hả? Đạo Nhân gồm những gì? Nhân nghĩa lễ chí tinh hả? Giáo lý của đạo Nho gồm có, nó là tứ thư, tứ thư và ngũ kinh. Giáo lý của đạo Nho là tứ thư ngũ kinh, cũng như giáo lý của đạo Phật là Tam Tạng Kinh Điển, là kinh luật luận như đó. Tứ thư, tứ là bốn, thư là cuốn sách, bốn cái cuốn sách và năm cái cuốn kinh, là năm cái cuốn kinh. Tứ thư tức là Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử. Ngũ kinh tức là kinh dịch, kinh thi, kinh thơ, kinh lễ và kinh xuân thu, người ta gọi đó là tứ thư ngũ kinh. Rồi bây giờ lão giáo, cái này là nho, bây giờ tới lão. Giáo lý của đạo lão gồm cái gì quý vị? Giáo lý của đạo lão gồm những gì? Giáo lý của đạo lão tức là Khổng Tử ra có một cuốn sách, một à, cuốn sách đó ta gọi đó là Đạo Đức Kinh, gọi là Đạo Đức Kinh đó. Bây giờ quý vị biết thêm được nhiều thứ rồi phải không? Đạo Đức Kinh, bây giờ quý vị biết thêm được nhiều thứ. Ta hỏi quý vị là giáo lý của đạo Phật gồm những gì? Quý vị trả lời giáo lý của đạo Phật là Tam Tạng Kinh Điển, đó là kinh, luật và luận. Giáo lý của đạo Nho là tứ thư ngũ kinh, tức là bốn cái cuốn sách và năm cuốn kinh. Giáo lý của đạo lão là Đạo Đức Kinh, đại khái là vậy. Rồi học theo đạo Phật được cái lợi lạc gì? Được cái lợi ích gì? Khi người ta học theo đạo Phật được cái lợi ích gì? Được cái lợi ích rất lớn, gì rất lớn. Có thể nói học theo đạo Phật được cái lợi ích rất lớn, cho nên nhiều người người ta mới học theo đạo Phật vậy. Chứ nếu mà không có cái lợi ích thì người ta không có đi học theo đâu, phải không? Thì chúng ta cũng biết rằng giáo lý của đạo Phật là giáo lý từ bi hỷ xả, giáo lý bác ái dị tha, phải không? Cho nên học theo đạo Phật con người ta trở nên hiền từ hơn, trở nên đức hạnh hơn, trở nên có lòng nhân, biết thương người, mến vật hơn. Mà quý vị thấy ở thế gian này mà cái người mà có lòng nhân, biết thương người, mến vật thì được mọi người ta ghét, phải không quý vị? Phải không? Phải không? Cái người mà có lòng nhân, cái người mà ăn ở hiền từ đó bị người ta ghét, đúng không? Không có phải đâu, bị người ta thương, cho nên cái nhân cách nó được tăng lên, phải không? Nhân cách nó được tăng lên, cái nhân cách, cái phẩm chất được mọi người quý mến, kính yêu. Và học theo đạo Phật là đạo mà chỉ cho con người ta đi đến cái cảnh giới an lành, hạnh phúc. Học theo đạo Phật sau khi chết, con người ta được đến cảnh giới tốt lành hơn cái cảnh giới mình đang ở. Ví dụ như là về cõi tiên chẳng hạn, hoặc đi về cõi Phật, không có còn sanh tử luân hồi nữa. Tức là học theo đạo Phật được con người ta được giải thoát sanh tử, đó là lợi ích. Học theo đạo Phật được lợi ích rất lớn.
Thì đó là xong cái phần thứ nhất tranh thủ nha quý vị. Bây giờ quý vị nghe lại, nghe tôi tóm ý lại rồi quý vị nắm được một số cái ý. Thì cái nội dung thứ nhất mà quý vị học ở trong này đó thì nó gồm có phần thứ nhất là sơ lược về đạo Phật. Sơ lược về đạo Phật thì nó có một số cái nội dung. Ta hỏi đạo Phật là gì? Quý vị trả lời đạo Phật đó là một con đường ngay thẳng chân chánh, một con đường mà dẫn ta đến cảnh giới an lành mà Đức Phật đã trải qua quá trình tu tập rồi, thành Phật rồi, chứng đắc rồi. Bây giờ Đức Phật dạy lại cho mình để mình tu mình thành Phật giống như ông Phật, người ta gọi đó là đạo Phật. Người ta hỏi là giáo lý của đạo Phật hay là ông Phật ông dạy những gì? Thì giáo lý của đạo Phật thì gồm có tứ thư ngũ kinh, nghe cho kỹ nha quý vị. Nghe tôi nói sai lắm nha quý vị. Nè quý vị nghe, là giáo lý của đạo Phật thì nó gồm có tứ thư ngũ kinh, đúng không? Đúng không quý vị? Giáo lý của đạo Phật gồm có tứ thư ngũ kinh, đúng không? Không. Vậy giáo lý của đạo Phật là gì? Đó là tam tạng kinh điển, đúng. Ai đó nói chung đó, giáo lý của đạo Phật là tam tạng kinh điển. Nãy mình mới nói thất thì đó, quý vị quên rồi phải không? Còn giáo lý của đạo Nho là tứ thư ngũ kinh, giáo lý của đạo Lão là đạo đức kinh, phải không? Vậy thì giáo lý của đạo Phật là tam tạng kinh điển. Rồi mình học theo đạo Phật được lợi ích gì? Học theo đạo Phật trong cuộc sống đời thường được người ta kính trọng lắm, được quý mến lắm, mình trở thành cái người hiền. Và học theo đạo Phật thì con người mình sau khi chết đó, cái linh hồn của mình sẽ đến được cái cảnh giới an lành hơn, sẽ có được một cái thân sao cao quý hơn, được đi về cõi trời, hoặc là được giảng sanh được cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà chẳng hạn. Đó là xong cái phần thứ nhất nha quý vị. Nghe tập trung nghe quý vị, nghe thấy gì chứ nghe này nó có lợi dữ lắm quý vị. Nghe nó có lợi lắm quý vị ra ngoài đời nghe là mình không có biết người ta, nói với mình thua người ta luôn ha, mình không có biết đánh giá được. Rồi bây giờ mình mới học sơ lược về lịch sử của Đức Phật. Người ta hỏi mình không biết mình quê đó, đúng rồi. Người ta hỏi mình không biết cái mình quê, phải không? Bây giờ thành ra cố gắng mình nghe đi, nghe cái mình biết cái mình hết quê rồi, phải không? Nghe mình biết mình hết quê. Bây giờ mình học sơ lược về lịch sử của Đức Phật Thích Ca. Có nghĩa là mình học cái tiểu sử của ông Phật Thích Ca, cái ông Phật mà quý vị cúng hàng ngày quý vị lại đó quý vị. Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Quý vị kêu ông đó đó, quý vị quy y theo ông đó đó, quý vị thực hành theo ông đó đó. Và quý vị đôi khi mình đâu có biết ông, phải không? Đâu có biết ông. Đâu có biết ông Phật Thích Ca là ông sinh ra vào ngày tháng năm nào, con của ai, rồi đi tu hồi nào, có vợ có con gì không, trải qua quá trình tu hành như thế nào, bao nhiêu tu bao nhiêu năm rồi thành Phật xong, không biết, phải không? Nhưng mà giờ nghe cái này quý vị sẽ biết. Nghe cái này quý vị sẽ biết. Thì lịch sử của Đức Phật Thích Ca này người ta chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn là Đức Phật Thích Ca từ lúc Đức Phật giáng sinh, người ta gọi là đản sinh đi. Ở bên đạo Phật người ta gọi là đản sinh đi, cho đến khi Đức Phật thành đạo. Giáng sinh tức là bên Chúa người ta thường hay nói giáng sinh, phải không? Đức Phật giáng sinh, từ lúc mà Đức Phật đản sinh cho đến khi Đức Phật thành đạo có nghĩa là gì quý vị? Cái đoạn này có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ lúc ông Phật mới sinh ra cho đến khi ông thành Phật, phải không? Cái giai đoạn đó đó, bây giờ mình phải biết cái giai đoạn đó đó. Bây giờ cái này thì trong quyển sám giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy có quý vị, có rất là rõ ràng. Đức Thầy diễn tả cho chúng ta một cách rất là rõ ràng, rành mạch, mà đôi khi quý vị không có để ý, chứ Đức Thầy dạy kỹ lắm. Quý vị về nhà quý vị dở cái quyển sám giảng thi văn giáo lý, cái quyển thứ năm đó, quyển thứ năm là quyển giác mê tâm kệ, đúng không quý vị? Quyển thứ năm là quyển khuyến thiện, không phải giác mê tâm kệ. Nghe mới được quý vị, nghe mới được, đôi khi mình nói không trúng rồi. Tức là quyển khuyến thiện, phải không? Quyển khuyến thiện mà từ câu thứ 100 cho đến câu 258, câu thứ 100 cho đến câu 258 là Đức Thầy đã diễn tả một cách rất là trọn vẹn lúc Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni từ khi mà giáng sinh ra như thế nào cho đến khi thành đạo như thế nào. Thì bây giờ có thể tóm ý được như thế này, và sau đó thì chúng tôi đọc cho quý vị nghe để cho nghe cho nó êm cái lỗ tai chút, ha. Thì đại khái là Đức Phật Tổ Thích Ca sinh ra vào năm
thứ 624 trước công nguyên, sinh ra năm 624 trước công nguyên và sinh ra ngày mùng 8 tháng 4, mùng 8 âm lịch, tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Nhớ là âm lịch nha quý vị, sinh ra ngày mùng 8 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Sau này cái thời gian gần đây giáo hội Phật giáo quốc tế đó, người ta lấy lại, người ta đổi lại ngày mùng 8, người ta đổi lại là ngày rằm tháng 4. Rằm tháng 4. Đó là ngày rằm tháng 4. Và cha của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là vua Tịnh Phạn. Mẹ là hoàng hậu Maya. Mẹ là hoàng hậu. Maya là cái tên tiếng Ấn Độ của ta nha quý vị, chứ không phải Maya là cái nghĩa của chữ Việt mình nha. Cái tên, cái chữ Ấn Độ của ta. Đừng có tưởng là Maya là chữ Việt của mình, lại con Maya với xong đó là không có chúng đâu. Vua, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Bà ngày sinh ra vào 8 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Ngày khi mà mới sinh ra là một cái người có thể nói rất là khôi ngô, tứng tú. Có thể nói rất là đẹp người, mà thông minh sáng suốt nữa. Rất là đẹp người, rất là thông minh sáng suốt. Có người ta trong kinh điển người ta nói là có 32 đứng tốt gì đó quý vị, rồi 84 vẻ đẹp gì đó, đại khái là vậy phải không? Rất là thông minh, rất là sáng suốt. Và năm 16 tuổi thì vua cho cha cho kết hôn. Kết hôn và kết hôn với công chúa Gia Du Đà La. Năm 16 tuổi mà cưới vợ rồi quý vị. Trẻ quá phải không quý vị? Mình ở đây bây giờ 16 tuổi người ta không có cho cưới rồi đó nha, phải không? Thời buổi bây giờ 16 tuổi ta không có cho cưới vợ đâu. Mà ông vua của thái tử Sĩ Đạt Ta, tên là tên của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni khi chưa thành đạo đó là thái tử Sĩ Đạt Ta. Thái tử Sĩ Đạt Ta là con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya, 16 tuổi được vua cha kết hôn, trời kết hôn. Và cái người mà được kết hôn đó chính là công chúa Gia Du Đà La. Và Đức Phật và thái tử cũng có một người con, có một người con trai. Tên là gì quý vị biết không? Tên là gì quý vị? Con của thái tử Sĩ Đạt Ta tên là gì? La Hầu La, chúng. Con của thái tử, con của thái tử Sĩ Đạt Ta tên là La Hầu La. Mới 16 tuổi cưới vợ và công chúa là Gia Du Đà La có một người con. Và ngày trốn vua cha xuất gia tu hành năm 19 tuổi. 19 tuổi xuất gia. 19 tuổi trốn vua cha xuất gia tu hành. Mà trải qua cái quá trình 11 năm. 11 năm tu hành khổ hạnh. 11 năm tu hành khổ hạnh. Trong đó có 5 năm tầm sư học đạo, 5 năm. 5 năm học đạo. Và 6 năm tự tu khổ hạnh một mình. 6 năm. 6 năm tự tu một mình. Sáu năm tự tu khổ hạnh ở rạch Ni Liên Thiền một mình. Và nhớ nha quý vị, thái tử kết hôn xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Và trải qua cái quá trình trong đó có 5 năm tầm sư học đạo không thành, 6 năm tự tu hành khổ hạnh không đạt được kết quả. Rồi chỉ cần 49 ngày đêm tham thiền với cậu Bồ Đề, 49 ngày đêm tham thiền. Chỉ cần có 49 ngày đêm tham thiền thì ngài thành Phật liền quý vị. Cho nên đó là tu lạc đạo nó dễ, nó lâu lắm không có thành Phật đâu, mà chỉ cần tu đúng chánh pháp, mình tu thực hành đúng chánh pháp rồi đó, thời gian rất là. Rồi Đức Phật sau khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, sau khi mà chứng đắc được lục thông, sau khi mà thành Phật rồi đó,
thì Đức Phật làm gì quý vị? Ông Phật sau khi ông thành Phật rồi, ông chứng đắc được luật thông rồi, ông thành Phật rồi đó, ông ở không, ông đi chơi, đúng không? Hả? À, ông đi độ, tức là đi thuyết pháp độ chúng, phải không? Và cái thời gian thuyết pháp đó là 49 năm, 49 năm thuyết pháp, chứ không có đi chơi đâu nghe quý vị. Mà chúng ta nhớ là cái thời của Đức Phật nó khổ dữ lắm, đâu có phải có xe ra quý vị phóng lên cái ẹn là tới đâu, phải không? Lội bộ gần chết chứ không phải là chuyện giỡn. Tức là đi dân du thuyết pháp nơi này nơi nọ suốt 49 năm trời gì đó. Rồi sau đó Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta có thể tóm tắt cái lịch sử của Đức Phật từ khi Đức Phật giáng sinh cho đến khi Đức Phật thành đạo. Đức Phật sinh ra vào ngày 8 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Cái từ trước Công Nguyên này quý vị có biết không? Có biết không quý vị? Biết không? Không biết phải không? À, trước năm 0 chứ không phải trước năm 2000. Cái năm 0 nè, cái năm 0 này là cái năm mà ông Chúa Giê-xu cũng sanh ra, phải không? Chúa Giê-xu sinh ra là người ta lấy cái năm đó làm cái năm gốc làm năm 0. Mà bây giờ ông Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ông sanh ra trước đó 624 năm, như lẽ là ông lớn hơn ông Phật, ông lớn hơn ông Giê-xu tới 624 tuổi, phải không? Và cho tới bây giờ là năm 2025, phải không? Bây giờ là năm 2025, phải không quý vị? Có 24 mà, chứ không phải 25 đâu. Như vậy thì quý vị tính thử coi cái tuổi của ông Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni bây giờ là nhiêu tuổi, tính được không? Tính được không quý vị? Cái đoạn này đây nè, cái đoạn này là đoạn 624 là 2024, 24 năm. Và cái đoạn này là 624, 24 năm. Vậy lấy hai con số này cộng lại, phải không? 2648 tuổi, à, năm 624 trước Công Nguyên, mà năm nay là năm 2024. Như vậy là ông Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni bây giờ ổng là 2648 tuổi, phải không? 2648 tuổi. Trong khi đó là Đức Thầy mình giờ nhiêu tuổi gì biết không? Đức Thầy mình nhiêu tuổi? Nếu mà tính theo tuổi âm lịch thì Đức Thầy là 105 tuổi. Nên tính theo tuổi âm lịch là Đức Thầy là 105 tuổi. Quá khứ nhỏ so với tuổi ông Phật Tổ, phải không quý vị? Quá xa nhỏ. Rồi ha, bây giờ chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe cái đoạn này nữa nè, tới 150 câu lận. Mà đọc có quên quý vị nhắc nè. Dài quá. Đức Thầy dạy nè: hồi thế kỷ khoảng trong thứ 6 trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập Tam thừa thở Trung Quốc nhà Châu Chiêu Đế. Lúc đó bên Trung Quốc là nhà Châu và cái ông vua đó là Châu Chiêu Dương. Bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ có đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư trên chúa thẳng Tâu Ngai Phò Tá. Rồi quý vị thấy là cái đoạn đó là cái đoạn mà Đức Thầy vẽ cho chúng ta thấy cái xã hội của Ấn Độ mà khi mà Đức Phật sắp sửa sinh ra đó ha. Khắp thần dân lạc nghiệp an cư trên chúa thẳng Tâu Ngai Phò Tá. Và ông vua rất là hiền từ. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ 6 trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa được lập Tam thừa ở Trung Quốc nhà Châu Chi Đế. Bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ có đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ. Ông vua ông quá hiền, phải không quý vị? Ông vua tên là Tịnh Phạn, quá xá hiền. Khắp thần dân lạc nghiệp an cư trên chúa thẳng Tâu Ngai Phò Tá. Rồi bây giờ tới cái bà hoàng hậu Maya hồi nãy đó, bà hoàng hậu Maya. Đức hoàng hậu Maya phong nhã, sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười. Cái câu đó có nghĩa là gì quý vị? Câu đó có nghĩa là bà hoàng hậu này quá khứ đẹp, phải không? Sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười. Tức là cái lời nói bả nó trông giống như những viên ngọc mà nó chạm với nhau, còn cái sắc đẹp bả giống như là cái hoa mà nó nở. Giống như là cái gì bây giờ người ta kêu bằng là gì quý vị? Hoa hậu. À bây giờ người ta kêu hoa hậu đó. Tức là bà hoàng hậu này cũng cỡ như hoa hậu bây giờ. Khắp thần dân là Đức hoàng hậu Maya phong nhã, sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, có một bữa nọ sao bà thấy vui trong mình, phải không? Bà mới nói là đến trước bệ tâu cùng thánh thượng, đến trước bệ mới tâu với ông vua, phải không? Cái đoạn đó vậy đó. Rằng bà tâu như thế này nè: rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng của hoàng gia cũng được vinh quang,
phải không? Kể từ nay thiếp muốn an nhàn dưỡng tâm trí, lần xa thế trượt. Rõ ràng là cái bà này bà không muốn hưởng thụ nữa rồi, phải không? Bà bây giờ bà muốn tu rồi, bà muốn dưỡng tâm trí lần xa thế trượt rồi. Chẳng cần kẻ hầu sao đón trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều, ở chốn Long Lâu, ở chốn Long Lâu là chỗ mà ông vua ngồi đó, tập đức tính khoan dung đại lượng đại độ. Ông xin bà hoàng hậu xin với ông vua nào quý vị, xin với ông vua là tập tính tốt nè, tập tính khoan dung nè. Bọn quý vị thấy là cái bà hoàng hậu này cái tâm của bà quá tốt, phải không? Xin một điều, ở chốn Long Lâu tập đức tính khoan dung đại độ, tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bạo an tàn, đừng có nói chuyện tục tằn, đừng có chơi chung với mấy người dữ, phải không? Tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bạo an tàn. Ông vua cũng chịu không quý vị? Chịu không? Chịu. Ông vua cũng nghe lời liền, thiếp cúi đầu ngưỡng vọng thiên nhan, phê cho thiếp những điều xin ấy, có nghĩa là xin hai cái điều này. Ông vua ông chịu liền. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy liền chứng y tỏ ý vừa lòng, phải không? Ông đồng ý liền. Rồi bà mới tâu thêm, ở trước đền rồng xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Kẻ khó là kẻ gì quý vị? Kẻ nghèo khổ. Bao dung là gì? Là che chở, là đùm bọc, là lo lắng cho đó ha. Nhờ ông vua hay là che chở đùm bọc cho cái người nghèo, xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Lòng yêu dân ví như con đỏ. Con đỏ là con gì quý vị? Con đỏ là con mới sanh. Quý vị thấy là cái người phụ nữ người ta mới sanh con ra, nó thương cực kỳ lắm quý vị, thương con dữ lắm. Lòng yêu dân ví như con đỏ, có nghĩa là khuyên ông vua ông thương cái người dân giống như là cái người mẹ mà mới sinh ra được đứa con. Lòng yêu dân ví như con đỏ, tội giảm tha nó giúp cơm tiền. Nó có tội thì thôi tha cho nó đi, phải không? Có tội thì thôi tha nó đi. Rồi nó có đói thì ráng mà mở kho ra giúp cho nó, phải không? Đó giúp cơm tiền. Lòng yêu dân ví như con đỏ, tội giảm tha đó giúp cơm tiền. Cứu dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đức rộng bủa trong ba tánh. Khuyên ông vua vậy đó, phải không quý vị? Ông vua ông chịu không quý vị? Vua chịu không? Chịu. Vua chịu liền. Vua hứa chịu giúp người đói lạnh. Thấy ông vua, bà hoàng hậu có khuyên ông vua hai cái ý này rồi. Bà ông vua cũng đồng ý rồi. Bà mới rời khỏi chỗ ông vua ngồi, bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Có nghĩa là bà về cái phòng của bà nghỉ ngơi. Và đêm trăng thanh gió mát thảnh thơi, tiết hòa thuận khắp nơi hoa nở. Cái đêm đó là trăng thanh, có nghĩa là trăng sáng mà gió nó mát mẻ lắm, và cái khí hậu rất là mát mẻ, hoa nó nở đầy hết. Cái thầy diễn tả vậy mà, phải không? Đức hoàng hậu trong lòng hớn hở, bà trở về cái phòng của bà ngủ. Giấc chiêm bao bà thấy lạ lùng, thấy cái chuyện lạ lùng. Lạ lùng có nghĩa là thấy cái chuyện mà nó quá xá ngoài sức tưởng tượng của bà. Bà thấy cái gì quý vị? Bà thấy bạch tượng từ ở chốn không trung. Bạch tượng là gì? Bạch là gì? Bạch là đen đúng không? Bạch là trắng. Tượng là con voi, phải không? Bạch tượng có nghĩa là con voi trắng từ trên không trung. Bạch tượng từ ở chốn không trung mọc xa xuống mình bà hối hả. Con voi trắng ở đâu mà trên trời mà nó xẹt xuống cái mình của bà hối hả, có nghĩa là nó làm gấp rút lắm, không có từ từ chậm rãi chứ, còn xa xuống mình bà hối hả. Rồi bà vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ, khắp vùng quê thơm nức mùi hương. Rồi bà mới vừa ngủ thiêu thiểu và thấy cái chim bao vậy đó, bà giật mình thức dậy. Và tự nhiên trong phòng bà cái hương thơm đâu mà nó bay ra tỏa nức trong phòng, khắp vùng quê thơm nức mùi hương. Bà rảo chân liền bước ra giường, truyền thệ vệ thỉnh vua lai đáo, tức là thỉnh ông vua lại lai đáo, tức là trở lại chỗ bà đó, thấy không? Ông vua không lại không quý vị? Ông vua lại không? Ông vua lại quý vị? Vua y lời đến nơi qua thảo, có nghĩa là ông vua ông nghe lời bà hoàng hậu đến nơi y thảo, phải không? Đến y thảo là đến cái chỗ bà đó. Và ông vua lại gần bà sau rất quá kỳ. Ông vua ông lại gần bà sao tự nhiên ông thấy kỳ trong mình, phải không? Ông thấy nó lạ lùng trong mình đó. Tay chân bèn run rẩy một khi, mới vừa đi gần bà hoàng hậu là tay chân run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tăm tối và muốn quỳ trước mặt bà hoàng hậu. Thì cái lúc đó trên trời đó là tiếng thần tiên trên không khá trỗi, phải không? Ở trên trời là cái tiếng của nhạc của chư thiên trên trời, thần tiên trên không khá trỗi. Rằng có nghĩa là thần tiên mới nói rằng ta mừng vua hữu thiện căn, có nghĩa là thần tiên trên trời nói với ông vua rằng ta mừng cho ông vua có một cái căn lành rồi, sắp có con thế giới chẳng bằng, tức là ông sắp sửa có một cái người con mà trên thế giới này không có gì bằng hết.
sao người ấy lập nên đạo cả. Rồi vua nghe xong vội vàng bái tạ. Bái tạ đây có nghĩa là bái tạ chư thiên, phải không? Bái tạ chư thiên, khi mà nghe chư thiên nói vậy, ông bái tạ chư thiên rồi. Rồi mới quay qua bà hoàng hậu, mới nói với bà hoàng hậu là rằng thắng cùng hoàng hậu Maya, cái chuyện gì, có việc chi mà vội vã dời ta, mau nói lại đầu đuôi tường tất, hãy nói cho lẹ lại coi coi cho rõ ràng, coi cái gì vụ gì mà giờ này mà đang ngủ mà kêu, phải không, kêu lại đây làm gì. Bà mới thuật lại chiêm bao trong giấc, phải không quý vị, đúng không? Xin vua dời ít kẻ bàn dùm, xin với ông vua là dời mấy cái người mà chuyên môn về coi tướng coi tay đó, coi chiêm tinh đó, bàn thử coi cái giấc chiêm bao của bà sao. Các thầy bàn mới được lệnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng điềm quý. Mấy ông thầy bàn mới ông nói rồi cái điềm mà bà nằm chiêm bao là nó quá quý rồi. Rồi tiếp đến là cái thời gian nó trôi qua lần lần, cái thầy diễn tả đó quý vị thấy cái văn chương nó hay tuyệt tác đó quý vị. Ngài thấm thoát đông qua hạ chí, phải không? Ngài nó ngang ngày quá, ngày quá ngày, hết mùa đông mùa qua mùa hạ. Bà mới trổ sanh thái tử đẹp tươi, phải không? Mặt trang nghiêm khí phách hơn người, vua cùng các thần dân mừng rỡ. Họ Thích Ca từ đây cũng ngỡ sẽ có người nối nghiệp hoàng gia, liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta. Nãy mình nói đó, Sĩ Đạt Ta hay là Tất Đạt Đa vậy đó, cái tên nó cũng chỉ là một thôi. Cả triều chính treo qua yến ẩm, liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta. Cả triều chính treo qua yến ẩm. Treo qua yến ẩm là gì quý vị? Treo qua yến ẩm là gì? Treo hoa tức là treo cờ, treo bông, phải không? Yến ẩm có nghĩa là gì? Yến ẩm tức là ta ăn mừng, phải không? Yến ẩm tức là mở tiệc ra, uống rượu này kia, ăn chơi cho nó đã, bởi vì ta mừng mà, phải không? Mừng con, mà mừng sinh ra được. Cả triều chính treo qua yến ẩm. Rồi lúc đó có một cái ông sư, có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ, lòng thẳng ngay, chẳng có dị tư, đời thanh tịnh, nhìn theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ rõ mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn Tiên A Tư Đà tên Hiền tên Lão. Cái ông tiên này nè, ông này ông tiên nè, tên là A Tư Đà tên Hiền tên Lão. Thời buổi ấy vua ưa người đạo, liền vào chầu tâu trước vậy rằng xin vua cho ông bước vào trong được ý kiến tử hoàng luôn thể. Cái ông A Tư Đà này ông xin với ông vua cho coi cái tướng của thái tử coi sao. Bởi vì ông là tiên mà thành ra ông có một cái nhìn nó rộng hơn cái người thường mình. Ông xem xong bỗng liền sáo lễ, vẻ mặt buồn chẳng thốt nên lời, phải không? Ông xem ông coi cái tướng thái tử là ông khóc ròng cái gì. Rồi ông vua ông thấy lạ lùng, vua bước đến nơi ông vua mới thấy cái chuyện gì, con ta đẹp như vậy để mà ngươi coi cái tướng rồi ngươi khóc là sao? Nói, phải không? Nói cho rõ ràng. Thấy lạ lùng, vua bước đến nơi liền phán hỏi bảo ông hơn rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng, ông mới nói rằng tử hoàng chừng được thành nhân. Thành nhân là gì? Là nên người, phải không? Tức là rằng là thái tử này nè, khi được thành người rồi đó, thành nhân là thành người rồi đó, thì ông tiên đoán với ông vua rằng lìa đền đài khổ cực chẳng sờn, phải không? Ông thái tử sau này lớn lên thành người là trốn vua cha đi tu đó, tìm đạo lý dắt diều sanh chúng, ngài sẽ được thế gian ca tụng, chấp phần ngài quả Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết, phải không? Tức là lúc đó ông già ông chết rồi, cái ông A Tư Đà đó, ông nói là ông già ông chết rồi, ông không có nghe được Phật, ông thuyết pháp để mà ông tu hành đắc đạo, ông mới khóc, phải không? Mà thực ra là quý vị thấy ông tiên đó hen, mà không có cái duyên rồi cũng khó nghe được Phật pháp đó. Mình bây giờ hên nữa quý vị, phải nói là mình may mắn dữ lắm mà mới gặp được đức thầy ra đời dạy đạo và quy nguyên lại cái chánh đạo mà dạy cho mình được những cái pháp Phật như vậy là nó quý vô cùng luôn. Tới đâu quên rồi. Chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết rồi, phải không? Rồi cả hồng trần đau thương thống thiết, nhờ ngài mà vượt nẻo luân hồi. Ông mới nói là vô phước nên tuổi bấy phận tôi chẳng có điều chi lo ngại, phải không? Và tiếp đến là Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy dứt nợ trần nên dội quy tiên. Bà Hoàng hậu sinh ra thái tử có 7 ngày sau bà chết. Bà Hoàng hậu Maya đó, 7 ngày dứt nợ trần nên dội quy tiên, có bà gì thay thế mẹ hiền, là cái bà gì đó là bà Di Mẫu đó, thay thế mẹ hiền dùng săn sóc chăm nom thái tử. Rồi khi lớn lên cho người dạy chữ, tức là cho người dạy chữ thái tử đó nha. Mà có cái điều đặc biệt là bước vào trường chẳng học mà thông, bước vô trường là ông vua ông thầy ông chưa dạy mà biết hết rồi, phải không? Rồi buổi trưởng thành vua vẫn hằng mong cho thái tử đừng lìa cung điện, phải không? Lớn lên rồi đó, là ông vua ông sợ lắm,
ông vua mới lật đật đi cưới vợ liền. Hội triều đình các quan lựa tuyển, hội triều đình tức là hội họp hết các quan trong triều đình lại để cho quan ở trong triều có lựa cho cái người nào mà xứng đáng cưới là làm vợ của thái tử. Hội triều đình các quan lựa tuyển và cái người mà được chọn đó là nàng gì, nàng Du Gia được chọn kết hôn, phải không? Cưới vợ rồi mà ông vua cũng chưa có yên nữa, phải không? Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm trò, chọn nhiều cung phi mỹ nữ luôn, các đền đài lộng lẫy đẹp to, các nhiều đền đài ra ngày ca múa đêm bài lơi lã. Nhưng mà lòng thái tử vẫn không xiêu ngã, phải không? Lòng thái tử vẫn cương quyết mà. Rồi thái tử mới xin vua cha đi du ngoạn, ra khỏi đền du ngoạn. Một khi buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gậy trống lần đầu này ha, lần một nè là gặp ông già chống gậy lum khum là thấy khổ tới rồi đó, phải không? Thấy khổ tới bên rồi. Lần đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gậy trống. Lần thứ hai gặp cụ lão tay nương gậy trống, ngài xem qua lòng màn cảm động. Lần thứ hai thấy kẻ ốm đau là gặp người bệnh rồi nè, phải không? Lần thứ hai gặp kẻ ốm đau xét cõi trần, trong dạ héo xào chi xét nổi đớn đau cõi tạm. Lần thứ ba xe lìa cõi tạm được, trong nhìn kẻ chết đang khiêng. Chết rồi, già rồi tới bệnh rồi tới chết rồi, chết rồi khiêng đi chôn mà, phải không? Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tìm phương giải thoát. Khổ quá khổ rồi, thôi bây giờ kiếm cách đặng mà đi tu mới được, phải không? Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời lẫn điềm, giả tăng sĩ gợi lòng thái tử, phải không? Giả tăng sĩ gợi lòng thái tử, giả cái người đi tu. Rồi ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo, mau mau liền hoài xe trở lại lấy trào, xin vương phụ lánh xa mùa tết. Vua chịu không quý vị? Không. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể, ông vua lúc đó là ông khóc luôn đâu quý vị. Nói đi tu, thái tử đi tu là ông vua mỗi một mình nên thái tử, có mỗi một mình con à, chứ không có còn ai nữa chứ. Là liền hoài xe trở lại lai trào, xin vương phụ lánh xa mùi thế. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể rằng, cha già biết cậy nhờ ai, con đi là cha tiêu luôn, phải không? Khuyên con nên ở chốn điện đài, lo nói nghiệp sau tu chẳng muộn, phải không? Con ơi là con ở đây đi, mai mốt cha truyền ngôi cho con, rồi con già con đi tu không có muộn đâu, phải không? Nhưng mà thái tử chịu không quý vị? Không. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, tức là lìa cha rồi lìa vợ đẹp do Du Đà La đó, và lìa con cưng tức là Hồ La đó. Thân chẳng xá sông pha bờ bụi, ngày thở ấy nên 19 tuổi, phải không? Lúc đó là 19 tuổi xuất gia đó quý vị. Ngày thở ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng, cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ siết chi, sau ngày đến Rạch Ni Liên Thiền, thấy quả qua cảnh bắt tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đạo gần đắc Mai Dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan ấy, mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước thô trương độ chúng. Đó, tới đó là hết rồi đó, là thành đạo rồi đó quý vị. Ha, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước thô trương độ chúng, tức là Đức Thầy đã diễn tả, quý vị muốn biết quý vị coi trong quyển sách giảng thầy đi, diễn tả rõ ràng lắm. Rồi bây giờ thứ hai, lịch sử của Đức Phật, từ khi mà Đức Phật thành đạo, thành đạo cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn là gì quý vị biết không? Nhập Niết Bàn có nghĩa là rời khỏi cái thế gian này, phải không? Mà mình ấy, cái người ấy, là ông Phật người ta nói là nhập Niết Bàn, còn mình nó là chết, phải không? Chết rồi đó. Đức Phật tu thành đạo 11 năm, năm 31 tuổi. Năm 31 tuổi. À, 19 tuổi cộng với 11 phải không, là 30 phải không? Nhưng mà thực ra cái số tháng nó có trước có sau, thành ra Đức Phật người ta ghi là Đức Phật thành đạo năm 31 tuổi. Và Đức Phật đi thuyết pháp 49 năm. Đức Phật mới nhập Niết Bàn thì lúc đó Đức Phật 80 tuổi. Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn là Đức Phật 80 tuổi. Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn là Đức Phật 80 tuổi. Rồi bây giờ trong khoảng thời gian mà Đức Phật mà thành đạo rồi, thành Phật rồi, cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật mới đi dân du thuyết pháp nơi này nơi nọ,
cái quá trình đó người ta gọi là quá trình thuyết pháp độ sinh ha. Và cái thời gian đó là 49 năm, trong suốt 49 năm thì người ta kể lại rằng cái đoạn này thì trong thi văn giáo lý Đức Thầy không có kể, chỉ kể tới cái lúc mà Đức Phật hành đạo thôi. Nhưng mà trong sách sử của Phật giáo người ta kể rằng trong suốt 49 năm đó Đức Phật đi dân du thuyết pháp hết tất cả các chỗ các nơi. Có điều đặc biệt nghe nhớ nha quý vị, trong khi mà Đức Phật còn xin tiền đó thì Đức Phật giảng đạo ở trong cái nước Ấn Độ không à. Nghe nhớ nha, Đức Phật trong cái lúc mà Đức Phật mà đi thuyết pháp đó là Đức Phật chỉ giảng đạo trong cái xứ Ấn Độ, không có giảng đạo ra mấy cái nước khác. Nhưng mà sau khi Đức Phật thành đạo, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, cái số tăng đoàn, cái số mà đệ tử của Phật nó quá đông và những cái nước khác người ta có nhu cầu, cho nên đạo Phật mới bắt đầu lân la qua truyền bá ra mấy cái nước khác. Và cái nước mà được người ta đi thỉnh kinh đó là ai quý vị? Trung Quốc. Trung Quốc. Quý vị đọc cái chuyện Tây Du Ký đó phải không? Tức là ông Vua Đường ổng mới sai ông sai Tam Tạng đó phải không, đi thỉnh kinh, tức là đi qua bên Ấn Độ để mà thỉnh cái kinh đó, mà trải qua cái nạn kiếp đó quý vị, đọc cái Tây Du Ký đó phải không, trải qua nạn kiếp rất là nhiều phải không, 81 cái kiếp nạn gì đó phải không, mới thỉnh được cái kinh. Mà cái cuốn kinh đó nó ngặt đời, nó không có chữ phải không, cái kinh đó nó không có chữ, nó mới ngặt vậy đó, gọi là vô tự kinh cho đó. Cho nên từ cái lúc mà Đức Phật hành đạo đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật đi dân du thuyết pháp hết tất cả các chỗ các nơi trong xứ Ấn Độ không mà không có đi ra ngoài. Và Đức Phật dạy đủ mọi thành phần hết. Trong khoảng thời gian đầu thì Đức Phật mới thuyết pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như nghe. Năm anh em thì Trần Như sở dĩ mà có cái lần được Đức Phật có cái nhân duyên Đức Phật thuyết pháp đầu tiên là khi mà Đức Phật mà đi xuất gia tu hành đó, trải qua cái quá trình mà tầm sư học đạo rồi không thành rồi đó, Đức Phật mới đi đến vườn Lộc Uyển để mà tu chung với năm anh em thì Trần Như, lúc đó chưa có thành Phật là thái tử phải không. Và nhớ là năm anh em thì Trần Như người ta tu theo cái khổ hạnh, tu một cái pháp tu hoàn toàn sai lầm. Một cái pháp tu hoàn toàn sai lầm, tức là cái người thì tự cho mình là cái thân này nó làm cho mình khổ, cho nên bây giờ phải hành cái thân này. Người thì trói cái thân lại phơi xương nắng, người thì lấy cây đập vào đầu, có lấy chĩa đâm rồi này kia lại thái, tu khổ hạnh, tức là tu một cách rất là sai lầm. Và thái tử ở tu ở đó được 6 tháng, cái thân thể kiệt quệ luôn, thân thể kiệt quệ luôn. Và thái tử mới nhận thức ra là tu gì không thành Phật. Thái tử mới bắt đầu rời bỏ năm anh em Kiều Trần Như, đi sâu vào trong cái rạch Ni Liên Thiền. Đi sâu vào rạch Ni Liên Thiền nãy mình đọc đó ha. Và thái tử tự tu hành khổ hạnh một mình ở trong rạch Ni Liên Thiền nữa 6 năm. Ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy đó. Quý vị có nghe trong thi văn giáo lý thầy dạy đó phải không? Khổ hạnh mà đến mức độ mà một ngày đó, ta kinh ta trong kinh điển ta ghi lại một ngày ăn cái gì quý vị biết không? Một ngày ăn có một hộp mè ha. Mà uống là không phải uống nước ở dưới sông nữa, mà uống những cái giọt nước của xương nó rơi trên lá cây đó. Quý vị thử tưởng tượng là mình như vậy đây nè, mà ăn có một hộp mè làm sao mà sống cho nổi một ngày phải không. Mà 6 năm trời chịu đựng như vậy đó, là cái thân còn có cái nó ốm đến mức độ mà còn có da bọc xương không à. Một bữa nọ thái tử mới đi ra bệ rừng, đi không nổi, đi ra để cái xỉu nó té xuống. Mà lúc đó còn trẻ phải không, may mắn gặp một cái người chăn cừu tốt bụng su già ta đó, mới tặng cho bát sữa tươi và cúng dường đó. Đại khái là ta nói là cúng dường cho thái tử bát sữa tươi. Và thái tử lúc đó bưng cái bát sữa đó lên thái tử uống. Quý vị biết là cái người mà nó đói nó khát, nó cái bằng là cực kỳ, nó gần chết rồi mà bây giờ bưng sữa lên uống cái là sao, thấy sao, thấy cho mình nó khỏe lại liền phải không, thấy nó tỉnh lại liền. Và từ đó thái tử mới nhận thức ra con đường trung đạo. Thái tử mới nhận thức ra con đường trung đạo. Trung đạo có nghĩa là gì? Trung là gì quý vị? Trung là giữa. Trung là giữa, đạo là con đường. Con đường trung đạo mà Đức Phật á dạy đó là không có trưởng dưỡng thân xác quá sung sướng, tức là không có ăn uống quá đầy đủ cho nó mập cái thay cũng không có tu thành nữa, phải không?
mà không có mà bỏ uống mà nhịn đói nhịn ăn, quá khứ nó cũng không nên nữa, phải không? Bây giờ ăn uống trở lại. Và lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Ta đó mới ăn trở lại, một ngày ăn cơm có một bữa một hàng, người ta gọi là ăn cơm mùi, đúng không? Ăn cơm gì quý vị? Ăn cơm gì? Ăn ngọ chứ không phải ăn mùi, phải không? Ăn cơm ngọ, tức là 12 giờ trưa ăn cơm một lần, suốt một ngày đó nhịn đói ăn cơm 12 giờ trưa một lần thôi. Rồi bây giờ đó quý vị, bên khất sĩ người ta cũng bắt chước người ta ăn cơm theo cái kiểu này nữa nè. Và Đức Phật mới đi đến Nam Dương Lộc Nguyễn để thuyết pháp cho năm anh em Kỳ Trần Như nghe bằng cái triết lý đó, ta gọi đó là tứ đế. Tứ đế người ta còn gọi là tứ diệu đế, còn có cái tên khác nữa là tứ diệu đề, và còn cái tên khác nữa là tứ thánh đế. Bốn cái tên đó chỉ là một thôi quý vị, chỉ là một thôi. Tứ diệu đế, tứ diệu đề, tứ thánh đế hay là tứ đế gì cũng chỉ là một thôi ha. Đó là gì? Đó là bốn cái chân lý mà ông Phật ông nói ra rồi không ai cãi lại được hết chứ. Không ai mà nói ngược lại được hết, người ta gọi đó là tứ đế. Bốn chân lý đó là gì quý vị biết không? Hổ, hổ tập, diệt, đạo, phải không? Bốn cái chân lý tứ đế đó là bốn chân lý khổ tập diệt đạo. Cái này mai mốt quý vị tính tới nữa đi, bây giờ tới đây đi. Để nhiều quá đó, không nhớ nổi, phải không? Nhiều quá. Là Đức Phật mới thuyết pháp cho năm anh Kiều Trần Như nghe triết lý tứ đế, và khi nghe xong triết lý rồi thì năm anh em Kiều Trần Như mới chứng đắc được cái quả A-la-hán. Và ngay cái lúc đó đó mới thành lập ra Tam Bảo. Ngay cái lúc mà Đức Phật dạy năm anh em Kiều Trần Như chứng đắc được cái triết lý tứ đế này và chứng quả A-la-hán thì mới thành lập ra Tam Bảo. Tam là gì quý vị? Tam là gì? Tam là ba, phải không? Tam Bảo tức là ba cái ngôi quý báu đó. Tam Bảo tức là Phật, gì nữa? Pháp, gì nữa? Tăng. Thành lập ra Tam Bảo. Đức Phật là Phật Bảo, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là Phật Bảo. Cái pháp mà Đức Phật thuyết giáo cho năm anh em Kiều Trần Như nghe đó là pháp tứ đế, đó là pháp bảo. Và năm anh em Kiều Trần Như là năm vị tăng đầu tiên, là năm vị tăng đầu tiên là thành lập ra Tam Bảo ngay thời điểm đó. Rồi sau đó Đức Phật mới đi dân du thuyết pháp cho những cái người có duyên lành với Phật pháp. Những người có duyên lành với Phật pháp, thí dụ như ai quý vị biết không? Thí dụ như là Maha Ca Diếp chẳng hạn, hay là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đó là Gia Xá, đó là những cái người mà có duyên lành với Phật pháp. Đức Phật mới giáo độ cho những cái người đó. Rồi Đức Phật mới giáo độ cho Gia Quyến. Đức Phật mới giáo độ cho Gia Quyến. Gia Quyến là gì? Gia Quyến là dòng họ ha. Đức Phật mới giáo độ, Đức Phật mới đi dạy cho giả đạo cho dòng họ mình nữa. Thì khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, ông vua ông nghe nói, ông nói con mình bây giờ thành Phật rồi, phải không? Và đi thuyết pháp rồi, cho nên bây giờ mới cho sứ giả đi mời, kêu gọi thái tử đó, trở về kinh thành để thuyết pháp cho dân chúng trong kinh thành nghe. Và Đức Phật đồng ý trở về. Đức Phật hồi đó phải lộ bộ từ chỗ thuyết pháp đó mà cho đến kinh thành đó, 2 tháng trời gì đó quý vị, đi bộ 2 tháng trời mới về tới kinh thành. Và cái người đầu tiên mà Đức Phật vào kinh thành gặp đó chính là vua cha, vua Tịnh Phạn. Lúc đó vua Tịnh Phạn già rồi Đức Phật mới thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe. Rồi vua Tịnh Phạn thì chỉ chứng có cái sơ quả thôi. Rồi Đức Phật mới dùng quá thân, Phật mà có tới lục thông lận, cho nên dùng quá thân mới lên cung trời Đao Lợi, cái chỗ mà bà Hoàng hậu Ma Gia chết rồi, bả cái linh hồn bả đi về trên cung trời, đã nó bả thành tiên ở trển đó. Mới lên cung trời Đao Lợi đó mà độ cho bà mẹ của mình, bà Hoàng hậu Ma Gia cũng thành chánh quả luôn. Rồi Đức Phật còn giáo độ cho những cái người ở trong kinh thành đó, thí dụ như bà Di Mẫu là cái bà mà nuôi thái tử đó, phải không? Khi mà bà Ma Gia mới chết rồi đó thì mới nuôi tiếp tục đó. Và giáo độ cho công chúa Gia Du Đà La, tức là vợ thái tử Sĩ Đạt Ta. Rồi thuyết pháp cho những cái người ở trong kinh thành nghe, thí dụ như A Nan chẳng hạn. Và đặc biệt là trong kinh thành đó, Đức Phật còn thu phục một cái người mà rất là đặc biệt, mà sau này hại Đức Phật, đó là ai quý vị biết không? Đề bà Đạt Đa này hại Đức Phật nhiều lần lắm quý vị. Lúc đầu thì rất là tinh tấn tu hành,
theo Xá Lợi Phất, tu được Xá Lợi Phất khen, nhưng mà sau đó thì sống buông thả, chạy theo dục vọng, rồi là đề nghị với Đức Phật cho cai quản tăng đoàn, Đức Phật không đồng ý, và ba lần hại Phật. Một lần thấy Đức Phật đi ngang qua đó, cái cho vệ sĩ, tức là cho đệ tử mà nó núp ở trong bờ lề dùng cung để mà bắn Đức Phật, nhưng mà không hại được Đức Phật. Một lần khác cho mấy con voi nó uống thiệt là say xỉn rượu, uống thiệt là xỉn rượu. Rồi khi Đức Phật đi thả ra đó thì thả, khi Đức Phật đi ngang qua nó thả mấy con voi xỉn đặng cho nó đạp Đức Phật cho chết, phải không? Nó cuốn Đức Phật cho chết nhưng mà không hại được Phật. Một lần thứ ba nữa là trực tiếp để bà Đạt Đa leo trên đỉnh núi, khi thấy Đức Phật đi dưới chân núi, lăn mấy cái tảng đá bự xuống, và mấy cái tảng đá đó nó đè cái chân của Phật, làm cho Đức Phật chảy máu. Và sau này người ta nói là Đức Phật, sau này là ta nói là Đề Bà Đạt Đa đã bị đọa địa ngục vô gián, trải qua nhiều kiếp lắm mới trở lại được làm người. Thì ở trong những cái người đó có một cái người đặc biệt nữa, đó là A Nan. A Nan là em chú bác với lại em chú bác với lại Thái tử Sĩ Đạt Ta. Và A Nan rất là đẹp người, quý vị, rất là đẹp tướng, có nghĩa đó là hảo tướng, cho nên mới bị cái nạn Ma Đăng Già đó, quý vị có nghe nói ha, bị Ma Đăng Già, tức là bị những cái phụ nữ quyến rũ đó. Rồi đó là A Nan là cái người mà đi theo Phật suốt trong cái quá trình Đức Phật thuyết pháp, là cái người tỳ vệ đi theo sách đồ cho Phật, đi giặt vũ rồi kia cho Phật. Và A Nan có một trí nhớ cực kỳ luôn, tất cả những cái điều mà Đức Phật đi thuyết pháp ở đâu A Nan đều nhớ hết trơn. Sau này mấy cái kinh điển ghi chép lại đó là do A Nan thực lại đó quý vị. Trong cái lúc mà Đức Phật thuyết pháp, chúng ta nhớ là trong lúc Đức Phật thuyết pháp không có viết chữ nha quý vị, không có phải giống như là cái quyển sám giảng Thi Văn Giáo Lý của thầy mình ha, chúng ta nên nhớ vậy ha. Thầy mình viết cái quyển sám giảng Thi Văn Giáo Lý, cái tay của thầy viết đàng hoàng, còn trong cái thời kỳ đó là người ta chỉ thuyết pháp thôi à. Rồi Đức Phật còn đi giáo độ cho những cái người mà có cái công đóng góp, công đóng góp cho cái quá trình mà hoằng pháp của Đức Phật, tức là những cái người mà được xem như là mạnh thường quân đó, được xem như là mạnh thường quân đó, quý vị biết ai không? Trong Thi Văn Giáo Lý có Đức Thầy có đề cập đến một ông, ai? Ông Cấp Cô Độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân đó, chữ Vinh Hoa Phú Quý chẳng cần đó, miễn hiểu đạo hơn là châu báu đó. Và Cấp Cô Độc này nghe người ta nói Đức Phật đi thuyết pháp, Cấp Cô Độc mới đi. Cấp Cô Độc là cái người giàu cực kỳ luôn nha quý vị, nhớ nha, giàu tương đương với ông vua trong cái thời kỳ đó, và làm cái nghề mua bán rất là giàu. Và khi mà ông nghe được Đức Phật thuyết pháp rồi, cái ông bỏ hết tất cả mọi diện danh lợi ở cõi đời, giàu sang phú quý, ông đi theo Phật. Và ông muốn nghe Đức Phật thuyết pháp. Một bữa hôm nọ ông nói là bây giờ phải làm sao, Đức Phật đi lân la quá khổ quá. Bây giờ ông mới tìm một cái chỗ cất cho Đức Phật ở, và cất một cái hậu trường đặng cho Đức Phật thuyết pháp, người ta gọi là pháp hội đó. Và tìm đủ mọi chỗ mọi nơi, không có cái địa điểm nào thuận lợi hết, chỉ có một cái địa điểm duy nhất thuận lợi, đó là cái giường của ai quý vị? Giường của Thái tử Kỳ Đà này cũng đâu phải thường quý vị. Ông này cũng giàu cực kỳ lắm, ông đâu có bán đất làm gì, mấy ông đâu có bán giường làm gì, mà Thái tử là Cấp Cô Độc mới đi theo năn nỉ hoài. Cái ông Thái tử Kỳ Đà này, ông nói ông ngon quá hả, bây giờ ông đem vàng là ông rải hết đi, ông rải hết mặt đất cho mảnh đất vườn của tôi đi ha, rồi tôi sẽ bán cái vườn đó cho ông. Có nghĩa là nói một cái lời nói thách thức, nhưng mà không về, ông Cấp Cô Độc ông làm thiệt quý vị, ông làm thiệt, ông cho xe chở vàng lại rải đầy. Thành ra tới cuối cùng là Thái tử Kỳ Đà cũng phải bán cái vườn đó, và Cấp Cô Độc mới xây cho Đức Phật một cái tịnh xá để Đức Phật nghỉ ngơi, cũng như là xây cái pháp hội để cho Đức Phật thiết pháp. Ngoài ra những cái người mà Đức Phật còn giáo độ, những cái người có công đóng góp lớn, ví dụ như Lưu Tần Bà Sa La, hoặc là một cái vị nữa mà trong Thi Văn Giáo Lý thầy không có đề cập, đó là thí chủ Visakha. Visakha là một cái người nữ thí chủ có một cái vườn xoài rất là lớn, và cũng có một cái tấm lòng nhân hậu, nghe Đức Phật thuyết pháp mới dâng hết cái vườn xoài đó, cất cho Đức Phật một cái pháp hội để Đức Phật thuyết pháp. Những người có công đóng góp lớn. Rồi tiếp đến là những cái người mà
những người có duyên lành với Phật pháp, những người có công đóng góp lớn rồi Đức Phật còn giáo độ cho gia quyến, rồi Đức Phật còn giáo độ cho những cái người mà được xem như là cùng đinh. Cùng đinh là gì quý vị? Cùng đinh là gì? Cùng đinh là quá khứ nghèo, phải không? Nghèo quá sáng nghèo rồi đó, cùng cực đó, nghèo đến mức độ mà người ta kêu cùng đinh đó, là những cái giới mà được xem như là hạ tiện nhất trong xã hội. Đức Phật giáo độ cho vô não, quý vị có nghe vô não không? Có nghe nói vô não không? Là cái ông mà ông ác đó, cái ông mà chặt 100 ngón tay của 100 người đó ha. Và Đức Phật đã, ổng dự định ông chặt tay mẹ ổng, nhưng mà Đức Phật đã biết được, cho nên Đức Phật mới thị hiện đến trước và Đức Phật mới giáo độ ông. Cái người cực ác sau này cũng chứng được quả A La Hán. Đức Phật còn giáo độ cho một cái người mà thấp hèn nhất ở trong xã hội nữa, đó là Liên Hoa Sắc. Liên Hoa Sắc là một cái người phụ nữ. Liên Hoa Sắc là cái người phụ nữ có nhan sắc nhưng mà làm cái nghề mà được xem là hạ tiện trong xã hội, là cái nghề mua hương bán phấn, mà Đức Phật vẫn xem như là cái người bình thường. Đức Phật vẫn xem như bình đẳng, và Đức Phật còn giáo độ. Và Đức Phật còn giáo độ cho cái người mà có cái giai cấp thấp nhất nữa, đó là cái người cùng đinh trong xã hội, đó là cái người gánh phận. Gánh phận đó, gánh phận là gánh gì quý vị biết không? Gánh phận của súc vật á, với lại phân của người ta đó, hồi xưa đó là người ta không có phân hóa học như bây giờ, người ta tưới cây bằng mấy loại phân đó không à. Và cái người mà gánh phân như vậy là cái người cùng đinh nhất, Đức Phật vẫn thuyết pháp đó. Thì đó là cái thứ hai. Và cái điểm thứ ba, những cái điểm mà cần lưu ý trong cái quá trình mà Đức Phật đã dân du, Đức Phật đã thuyết pháp, thì cái điểm lưu ý thứ nhất đó là cái pháp hội Linh Sơn. Quý vị có nghe nói pháp hội Linh Sơn không? Ở chỗ đó Đức Phật, người ta làm cho Đức Phật một cái chỗ Đức Phật thuyết pháp, người ta gọi là pháp hội đó. Người ta đông y gì dưới chân ha, đệ tử rồi này kia, chúng sanh rồi đông nghẹt ở dưới hết. Và bữa hôm đó thì Đức Phật, thay vì Đức Phật đi lên Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật nói, cái bữa đó là cái lần mà đặc biệt là cái pháp hội Linh Sơn đó, Đức Phật không có nói một tiếng nào vậy. Đức Phật bước lên cái pháp hội, Đức Phật đi tới đi lui rồi, đi tới đi lui dòm xuống, rồi đi tới đi lui dòm xuống, tới lui dòm xuống. Người ta nói không biết cái vụ gì mà kỳ vậy ha, không biết bữa nay Đức Phật muốn cái gì đây mà không có nói một tiếng gì mà Đức Phật đi tới đi lui không. Mà cái buổi đó là cái buổi thuyết pháp, và người ta dưới tất cả mọi người đều nhốn nháo lên, ta không biết cái vụ gì ha. Thì chỉ có một mình ên Maha Ca Diếp hiểu ý của Phật. Maha Ca Diếp mới đứng về cười với Đức Phật, một cái cười mà thông đạt cái tâm của Phật với lại tâm của Maha Ca Diếp với nhau. Cho nên Đức Phật mới nói rằng, ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm, nay ta truyền lại cho Maha Ca Diếp. Tất cả mọi người không biết Đức Phật đi tới đi lui làm cái gì, mà chỉ có mỗi mình nên Maha Ca Diếp đứng lên, Đức Phật cười. Maha Ca Diếp cười với Phật, mà mình không biết cái ngụ ý của cái cười đó là gì nữa không quý vị. Phải mình cười với ông Phật được cái mà mình thành Phật thì cũng quá êm rồi phải không, quá sướng rồi. Mà chỉ có mỗi mình nên Maha Ca Diếp cười với Phật, và Đức Phật hiểu cái tâm của Maha Ca Diếp. Đức Phật mới nói rằng, ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm, nay ta truyền lại cho Maha Ca Diếp. Và một cái điểm mà lưu ý thứ hai nữa, đó là năm cái thời kỳ mà Đức Phật dạy kinh. Trong suốt 49 năm đó Đức Phật dạy kinh điển, người ta đúc kết lại thành năm thời, ta gọi là năm thời nói kinh. Nói thì nghe nó kỳ quá quý vị. Năm thời dạy kinh. Thì sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật có 12 ngày. 12 ngày Đức Phật dạy cái kinh tối thượng thừa, là gọi là kinh Hoa Nghiêm. Cái kinh mà ít có người hiểu được lắm. Tại sao mà ông Phật mới ra đời dạy đạo mà ông dạy kinh khó dữ vậy quý vị? Tại vì ông muốn đào tạo những cái người mà có một cái trình độ tốt. À, có được một cái duyên lành với Phật pháp, có trình độ tốt. Cho nên trong 12 ngày dạy kinh Hoa Nghiêm, dạy dành cho các vị Bồ Tát không, các vị mà được xem như là có duyên lành với Phật pháp, có một cái trình độ hiểu biết sâu sắc về giáo lý của đạo Phật, nhận thức về đạo Phật,
Và để chi vậy? Mục đích chính là để đào tạo ra những người đó thành các vị tăng, mà tăng nổi trội, tăng nổi bật đó, để mà đi tiếp Đức Phật. Chứ có mình lên Đức Phật làm sao mà dạy cho nổi, phải không? Mà cái thời của Đức Thầy mình nó khổ thiệt không quý vị? Có mỗi ông thầy một à, phải không? Có mỗi ông thầy mình mà dạy nguyên hết. Cho nên quý vị thấy ông thầy than có nhiều lúc là than, thấy tội không quý vị? Phần thủy tăng tay trống miệng càng, phải không? Một cái tay đánh trống cái miệng thì đổi càng, quý vị thử coi làm sao biết bao nhiêu thứ công chuyện. Phần thủy tăng tay trống miệng càng, giác thiện tính chấn hưng nền Phật pháp, phải không? À, kinh hai Quan Nghiêm 21 ngày dạy kinh Quan Nghiêm. Trong cái khoảng thời gian này Đức Phật mới đào tạo ra những cái người mà được xem như là cái thành phần ưu tú để mà thay Đức Phật đi thuyết pháp 21 ngày. Sau đó 12 năm Đức Phật dạy kinh thấp hạng nhất. Kinh thấp hạng nhất đó là gọi là kinh Nguyên Thủy, là kinh A Hàm đó. Là cái kinh A Hàm này, là nội dung của kinh A Hàm là dùng những cái thí dụ dẫn chứng ở thế gian, dùng mấy cái thí dụ dẫn chứng ở thế gian. Rồi 8 năm mới Đức Phật mới thuyết cái kinh. 8 năm Đức Phật mới thuyết cái kinh nâng lên một chút, ta gọi là kinh Phương Đẳng. Và tiếp đến là 22 năm Đức Phật mới thuyết cái kinh mà ta gọi là kinh Bát Nhã. Chữ Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ đó quý vị. Có nghĩa là trí tuệ đó. Rồi 8 năm còn lại mới pha 8 năm đó mới thuyết cái kinh Niết Bàn. Tức là 5 thời nói kinh hết thảy, 5 cái thời kỳ mà Đức Phật đã giảng kinh. Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn ha. Tức là 8 năm cuối cùng. Và một điểm nữa là sau khi mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trước khi mà Đức Phật đã rời khỏi thế gian này, thì Đức Phật mới có phú chúc. Cái này ở trong tập quý vị có. Cái này trong tập hả? Đức Phật mới có những cái lời phú chúc. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật mới có những cái lời phú chúc. Bát Nhã mới là trí tuệ. Đức Phật phú chúc đầu tiên á, Đức Phật mới nói rằng sau khi ta nhập Niết Bàn, không còn ta nữa, không còn thầy nữa, các ngươi phải lấy cái gì làm thầy quý vị? Lấy giới luật làm thầy. Và sau khi ta nhập Niết Bàn đó thì sẽ đúc kết lại thành những cái bộ sách là gọi là kinh điển đó. Và trong mỗi bài kinh mà viết sách lại sau này đó, các ngươi đều phải ghi cái chữ Như Thị Ngã Văn. Như Thị Ngã Văn có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta nghe như vậy ha, ta nghe như vậy. Có nghĩa là gì quý vị? Đức Phật phủ nhận rằng kinh đó không phải là kinh Phật, mà kinh đó là do một cái người khác thuật lại rồi viết lại. Và cái người thuật lại đó chính là ai quý vị? A Nan, chính là A Nan. Chữ Như Thị Ngã Văn đều trong mỗi đầu kinh. Còn mình là bây giờ là Đức Thầy viết không đó nghe quý vị. Quyển Sám Giả Thi Văn Giáo Lý là tay Thầy viết ra không. Còn trong khi quý vị biết là kinh điển đó là do nơi các ông A Nan thực lại ha, mà thực lại thì đâu có phải chúng 100%, phải không? Rồi nó trải qua cái quá trình là đi qua nước này nước nọ dịch thực nữa, mà mấy cái ông dịch đó đâu phải là mấy ông hay, phải không? Tam sao thất bổn mà, cho nên là nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi Đức Phật mới nói rằng sau khi ta nhập Niết Bàn đó thì cái mà được xem như là cái phần mà Đức Phật mới nói rằng cái thân tứ đại của Đức Phật sẽ hỏa tán, phải không? Đức Phật sẽ hỏa tán. Và cái tro cốt đó, cái tro cốt đó ta gọi là gì quý vị?
xá lợi, rồi để gọi là xá lợi. Xá lợi mới được chia làm ba phần, tro cốt tức là xá lợi được chia làm ba phần. Cái tro cốt mà quả táng Đức Phật nó chia làm ba phần, một phần đưa lên thiên cung, một phần bỏ xuống dưới nước là bỏ xuống Long Cung, và một cái phần còn lại chia ra làm tám, tặng mà cho tám cái quốc gia, tám cái tiểu vương quốc ở Ấn Độ trong cái thời kỳ đó. Còn gì nữa quên rồi quý vị? Còn cái điều phú chút nữa là gì? Là chia làm tám ông vua rồi phải không? Chia làm ba phần sao? Một phần trên trời. Đây này là có. Và một cái điều mà Đức Phật mới phú chút lại nữa, đó là y bát của Đức Phật. Y bát của Đức Phật sẽ trao lại cho ai biết không quý vị? Trao lại cho Ca Diếp, trao lại cho Maha Ca Diếp. Quý vị biết Ca Diếp y bát là gì không? Y là nồi cơm, không phải nồi cơm điện nha. Tức là cái bát đó, bình bát không phải nồi cơm điện. Y là gì quý vị? Y là cái áo, rồi cái áo cà sa mà Phật mặc đó ha. Bát là cái bình bát mà Đức Phật đi khất thực, đi xin cơm đó. Hai cái vật này nữa nè là vật tính nè quý vị, cái người nào mà đắc đạo, cái người nào mà là được truyền tổ đó ha, mới truyền cái y bát này. Y bát là cái áo cà sa và cái bình bát mà Đức Phật đi khất thực, đi xin cơm ăn đó, truyền lại cho Ma Ca Diếp, và Ma Ca Diếp là tổ đầu tiên. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái đề tài hôm nay. Nói tóm lại cái bài giảng của quý vị đó là, của cái bài quý vị học đầu tiên đó là lược sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Có nghĩa là mình học một cách sơ lược về lịch sử của ông Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Quý vị Phật đã khai sáng ra đạo Phật, thì trong đó quý vị sẽ được học mấy phần như vậy. Thứ nhất là sơ lược về đạo Phật. Đạo Phật là gì? Đạo Phật là con đường ngay thẳng chân chính mà Đức Phật đã trải qua quá trình tu rồi, thành Phật rồi, giờ Đức Phật dạy lại cho mình thành, mình tu mình thành Phật giống như Phật, gọi là đạo Phật. Rồi ta hỏi giáo lý của đạo Phật gồm những gì? Giáo lý của đạo Phật thì gồm có Tam Tạng Kinh Điển, tức là kinh, luật và gì? Luận. Và học theo đạo Phật được cái lợi ích gì? Lợi ích từ trong cuộc sống đời thường, người ta quý mến, người ta kính yêu, trở thành cái người hiện đức. Và học theo đạo Phật, cái linh hồn sẽ được đi đến cảnh giới an lành, tốt đẹp, hoặc là được sanh về cõi Phật nếu mà chúng ta có tinh tấn tu hành. Lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, từ khi Đức Phật đản sinh cho đến khi Đức Phật thành đạo, thì trong cái quyển Khuyến Thiện từ câu thứ 100 cho đến câu 258, Đức Thầy đã luận giải rất là rõ. Từ Đức Phật thành đạo cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Đức Phật thành đạo cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là từ cái lúc mà Đức Phật mà thành Phật rồi cho đến khi Đức Phật mà bỏ cái thân xác ở cõi đời này, Đức Phật đi dân du thuyết pháp ở các chỗ các nơi. Nên trong suốt cái quá trình 49 năm đó, Đức Phật thuyết pháp cho những cái người có duyên lành với Phật pháp, thuyết pháp cho gia quyến nghe, thuyết pháp cho những cái người có công đóng góp lớn, thuyết pháp cho những cái người cùng đinh nhất ở trong xã hội. Cho nên ta nói đạo Phật là đạo bình đẳng, Đức Phật không có phân biệt giai cấp, ai cũng dạy. Và những cái điểm lưu ý thứ nhất đó là cái pháp hội Linh Sơn. Sau khi mà Đức Phật mà thuyết pháp nhiều nơi rồi, tại một cái pháp hội Linh Sơn đó, Đức Phật bước lên cái pháp hội, Đức Phật không có nói một tiếng gì mà chỉ cầm cái bông sen đi tới đi lui, đưa qua đưa lại, và chỉ có mỗi một mình Ên Maha Ca Diếp là hiểu được cái tâm của Phật, cười với Phật. Cho nên Đức Phật mới nói là ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn như tâm, nay ta truyền lại cho Maha Ca Diếp. Thì đó là cái điểm lưu ý thứ hai. Điểm lưu ý thứ ba là Đức Phật phú chúc. Đức Phật mà trước khi Đức Phật mà mất đi đó, Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì Đức Phật có bốn điều phú chúc. Thứ nhất là cái y bát của Đức Phật sẽ truyền lại cho Ma Ca Diếp, tức là cái áo và cái bình bát mà Đức Phật đi khất thực. Cái thứ hai là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tất cả các đệ tử chúng sanh phải lấy giới luật làm thầy. Thứ ba là trong mỗi đầu kinh sau này ghi chép lại đó đều phải ghi chữ Di Thị Giả Văn. Và khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái thân xác của Đức Phật đó mới quả tán, và cái xá lợi đó được chia làm ba phần. Một là đưa lên trời, người ta gọi là thiên cung. Một là đưa xuống thủy cung, Long Cung đó. Hai là chia ra làm tám phần ở các cái tám quốc gia. Và quý vị biết là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì đạo Phật đã trải qua một cái giai đoạn cực thịnh rất là dài.
rất là dài, trải qua một cái giai đoạn rất là dài và được truyền thừa y bát đó qua tất cả là nhiều đời tổ quý vị. Nhiều 33 đời tổ phải không? Được truyền thừa qua 33 đời tổ. Y bát đó được truyền thừa qua 33 đời tổ, 28 đời ở Ấn Độ, vị tổ thứ nhất ở Ấn Độ là Mahakayip, vị tổ cuối cùng của Ấn Độ và cũng là vị sơ tổ đầu tiên của Trung Hoa, đó chính là ai? Là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Là sơ tổ, là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là vị tổ cuối cùng của Ấn Độ và là vị tổ đầu tiên của Trung Hoa, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cái ông mà để tóc, quý vị thấy không, đi vô trong chùa có cái ông để tóc mà ông quải chiếc dài trên vai đó ha, là cái ông đó là ông tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Và đến Trung Hoa truyền thừa qua 5 đời nữa, kể luôn cái đời mà sơ tổ của Bồ Đề Đạt Ma nữa là 6 đời, cho nên đến đời cuối cùng đó là Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Đến đời Đức Lục Tổ Huệ Năng năm đó là cái năm 712 sau Công Nguyên. 712 sau Công Nguyên. Thì từ đó trở về sau, y bát không được truyền thừa nữa và đạo Phật bị đóng cửa gài then. Cái quá trình tu hành bị lệch lạc đi do ngài thần tú bài vẽ ra cái chuyện âm thanh sắc tướng. Bài vẽ ra chuyện âm thanh sắc tướng, cho nên Đức Thầy mới có một đạo Đức Thầy than đó quý vị. Từ ngày xưa Phật Pháp gài then nó đứa kẻ tu hành đắc đạo đó, tức là nhưng mà may mắn cho chúng ta đó là đến cái thời năm 1849 thì có một cái vị được xem như là một vị Phật, cổ Phật có một cái sứ mạng đến để mà giáo hóa chúng sanh ở cõi đời này, đó chính là này, tờ là Phật Thầy Thế An, chúng Phật Thầy Thế An. Và Phật Thầy Thế An được truyền thừa qua thành lập hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương, được truyền thừa qua tất cả là 5 đời. Đức Phật Thầy Thế An thì hoằng pháp 7 năm, nhưng mà được truyền thừa qua tất cả là 5 đời. Đức Phật Thầy Thế An là một. Thế ai nữa quý vị? Thế ai nữa? Thế ông Đạo Đèn là Đức Phật Trùm phải không? Ông Đạo Đèn là cái giáo lý của ổng là dưới bóng cội tùng đó, phải không? Và cái ông thứ ba nữa là ai? Ông Ngô Lợi phải không? Ngô Lợi phải không? Ngô Lợi mà giáo lý Đức Bổn Sư Ngô Lợi đó, là giáo lý của Đức Bổn Sư Ngô Lợi là gì quý vị biết không? Là ngũ giáo văn đó, ngũ giáo văn đó quý vị, vô trong Google quý vị đánh chữ ngũ giáo văn, đó là giáo lý của Ngô Lợi. Và cái ông thứ tư nữa đó là ai? Ông Trùm rồi, là ông Sư Giải Bán Khoai. Ông Sư Giải Bán Khoai là chỉ có thể hiện ra ở thế gian này chỉ có 2 năm thôi, năm 1901 và năm 1902 thôi. Ông chèo xuồng đi bán khoai, mà hễ mà ai mà ăn gian ha, ăn gian mà cân mà ăn gian ha, cân mà ăn gian đi về nhà đá ha, khoai đó thành đá vậy mà. Nó không có chuyện ăn gian với ông được. Rồi tới năm 1939 đó là Đức Thầy chúng ta là vị cuối cùng của hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Và chúng ta nên nhớ rằng lần thứ chót gọi lời kêu thúc, phải không? Từ đây cho đến lập đời Thượng Ngôi Thánh Đức không có một lần nào mà tái kiếp trở lại nữa, cho đến khi lập đời Thượng Ngôi Thánh Đức. Cho nên mình lưu ý là những cái người sau này đó, coi chừng ông đạo này ông đạo kia đó nguy lắm nha quý vị, đừng chạy theo. Thì đó là cái nội dung chính của cái bài hôm nay mà quý vị đã nắm biết được. Mong rằng bài này được bổ sung cho quý vị một số cái kiến thức ha, một số kiến thức quý vị biết được một số chuyện. Ông mốt người ta nói chặt rồi, ông nói bậy rồi, ông nói không có chúng đâu, tôi có học tôi biết, phải không? Dạ. Hả? Kiều Trần Như năm anh em hả? Ác Bệ, Bạc Đề, Maha Nam với lại gì nữa đó. Cái gì lực? Thập lực cả giếp. Tức là Ca Diếp nè, Ác Bệ, Bạc Đề, Maha Nam. Kiều Trần Như, tức là năm người hết thảy đó, năm người hết thảy, năm anh em Kiều Trần Như là cái năm người mà tu hành khổ hạnh mà Thái tử Siddhartha đi tới nơi đó mà theo kiểu khổ hạnh không có đạt được cái kết quả. Cho nên nó là
712 sau công nguyên. Hả? Tức là Đức Lục Tổ Huệ Năng là không có còn truyền y bát nữa. Đúng. À, là chỗ y bát đó. Tức là Đức Lục Tổ Huệ Năng không truyền thừa y bát nữa. Năm 712 Đức Lục Tổ Huệ Năng nhập Niết Bàn, không truyền thừa y bát nữa. Từ năm 712 cho tới năm bây giờ 2000, kể như năm 700 tới năm 2000 là 1300 năm, tới bây giờ là đạo Phật bị lệch đó quý vị. Bị đóng cửa gài then, bị lạc đạo đó, cho nên tu hành không có đắc đạo gì. Mà đến cái thời mà Đức Phật Thầy Tây An ra đời đó thì mới quy nguyên lại chánh đạo vô vi chân truyền mà tu hành mới đắc đạo. Rồi mong sao là quý vị có được một số cái kiến thức ha. Thì quý vị về nhà ôn tập, thấy vậy cho học nó lợi lắm quý vị. Rồi, học. Đắc đạo trong ngày đó luôn, thuyết pháp đắc đạo trong ngày đó và thành lập ra tâm. Thành lập ra tam bảo luôn, thành lập tam bảo. Tức là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là Phật bảo, năm anh em Kiều Trần Như là tăng bảo, và cái pháp tứ đế mà Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như nghe đó chính là pháp bảo. Rồi xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị, mặc dù ít nhưng quý vị rất là chú ý theo dõi. Rồi xin được tán thán cái công đức học tập của quý vị. Xin được chấm dứt tại đây. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua chúng ta được nghe giáo lý viên Lê Minh Công triển khai cái chuyên đề lược sử Đức Phật Thích Ca. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức cũng như ban giám thị cùng toàn thể học viên xin kính cảm ơn giáo lý viên Lê Minh Công và chúc ông được dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống và trên bước đường tu học của mình sẽ được thành công viên mãn để đi truyền thừa cái giáo pháp của Đức Thầy cho đến ngày cuối đời. Một lần nữa xin biểu dương một tràng pháo tay cho giáo lý viên quý vị.